những câu nói hay nhất về tình yêu trong văn học Việt Nam. Tình yêu thật đẹp, nó là thứ nhiều người luôn ao ước. Có lẽ bất cứ ai trong chúng ta đều hy vọng sẽ có thật nhiều trải nghiệm đẹp trong tình yêu. Mời bạn đến với những trích dẫn hay nhất về tình yêu trong văn học Việt Nam. Cái na ná tình yêu thì có trăm cái, nhưng tình yêu đích thực thì chỉ có một. Đôi lúc trái tim cũng nên đau để người ta trân trọng nhau, từng giây từng giây từng giây phút một. Có ai đó đã bảo người nhút nhát trước con gái là người lương thiện và tình yêu nhút nhát là tình yêu chân thành. Bản chất của tình yêu là hy vọng. Nhiều khi trước một sự thật phũ phàng đã rõ mười mươi, người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi quan nhất. Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người, có một người không biết có thể bắt đầu với một người nữa không? Điều ngán nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai, mình không biết họ có biết điều đó hay không. Điều đáng chán thứ nhì là khi mình biết họ biết điều đó rồi thì mình lại không biết họ có yêu lại mình hay không. Cả hai điều nhất nhì đó, tôi đều gom đủ. Vì vậy, tôi càng chán tợn, tôi chẳng biết làm sao thoát ra khỏi nỗi buồn. Tôi đành tìm đến âm nhạc để giải khuây. Mắt biếc. Cuối cùng thì bạn thấy đó, tình yêu không biết sao là đủ, không biết thế nào là sai, không biết làm sao mới phải. Chỉ biết một điều, tôi vẫn yêu, vẫn sống. Điều lãng mạn nhất đến cuối cùng chẳng phải là được người mình thương sống một đời bình an đó sao? Thương là khi một tình yêu đã chấm dứt, ta vẫn nhìn về người đó với tất cả sự quan tâm vốn có, không nói xấu, không hằn học. Ta muốn người đó khi không có ta vẫn vui, muốn những điều tốt đẹp đã có không bao giờ mất đi và muốn bên cạnh chia sẻ nhưng không còn mong chiếm hữu. Điều đó thiêng liêng hơn một tình yêu kết thúc trong ám ảnh và dằn vặt nhau. Ra chuyện tình cảm tức là nhìn một ai đó rồi quay đi, rồi quay lại nhìn, rồi quay đi, rồi quay lại nhìn, rồi quay đi đến chừng nào mà cổ thì thôi. Chán ngắt. Tôi đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. Dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này. Có thể chẳng phải là tình yêu, nhưng đôi khi cảm mến một người lúc nào cũng làm cho ta bị mê hoặc trong cơn say lâng lâng lạ một khoảnh khắc nào đó. Chắc là khó chịu lắm khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình. Khoảnh khắc đó tôi đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người. Có vẻ khó tin khi một người nghĩ rằng chỉ cần mình hết lòng yêu thương thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Có vẻ buồn cười. Yêu một người trưởng thành, hiểu rằng chỉ nên là một phần trong thế giới của nhau, chứ đừng là tất cả. Đâu phải không yêu, chỉ là chưa dám để bản thân đau lần nữa vì yêu. Vì tình cảm là thứ thuộc về tự nhiên, nên khi tình cảm hết, người ta tự nhiên rời xa nhau. Mãi nhiều năm về sau tôi mới biết, hóa ra khi chia tay, chúng ta từ bỏ một người tình và giữ lại cuộc tình. Người tình có thể qua đời còn cuộc tình thì trường tồn với thời gian. Duyên ngắn hay dài, trước là do trời định, sau là do người vẽ. Trên đời này thật sự có duyên phận, cũng có nghiệt duyên. Có những người xuất hiện để làm nhau hạnh phúc, còn có những người xuất hiện chỉ để làm tổn thương người còn lại, chỉ vậy thôi. Không có lỗi lầm nào chỉ từ một phía. Cái lỗi lớn nhất của bản thân mình là tạo cơ hội cho người khác có lỗi với mình. Thương một người đâu cần những lý do, đong đếm những cho và nhận biết bao giờ mới đủ. Tình yêu là khi một người biết mở lòng bao dung, tha thứ và đón nhận bạn sau những lỗi lầm gặp phải. Quan trọng nhất là anh ta mạnh mẽ đúng lúc để không buông tay khi chính bản thân bạn đang yếu lòng.
đến một ngày chúng ta sẽ cùng ngồi lại một nơi nào đó, khi mỗi người đã có những khoảng trời riêng, nhìn nhau bình thản và nhận ra dù đã đi qua những khó khăn đến mấy, dù đã vấp ngã bao nhiêu lần, dù chuyện gì xảy ra thì chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi. Người ta không đem tình yêu ra cân đo rằng ai đã yêu nhau nhiều, còn ai yêu nhau ít, nhưng người ta đem tình yêu đến để tôn trọng nhau. Nhật ký son môi. Có những yêu thương không bao giờ thuộc về người đến muộn. Hoa Linh Lan. Điều đẹp đẽ không nằm ở hai từ tuổi trẻ, mà là trong tuổi trẻ đó chúng ta đã từng có nhau. Nguồn Annie Book. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.